À, tại sao em thích học tiếng Anh ở trường Paloma College? Bởi vì thấy ở đây rất là vui và thầy giáo cũng như là học sinh ở đây rất là tốt và rất là hòa đồng. Cũng như là chương trình dạy ở đây, nói chung là rất thích học ở đây. Xong rồi à?